Cô ba xin chào các con cùng đại gia đình của mình nha. Hôm nay là cô ba xào sườn chua ngọt nha các con. Đây là 8 lạng sườn non. Cô không có đem về nhà chặt do mình nhẹ quá. Ở ngoài chợ chặt sườn rất ngon nha con. Sườn ngon lắm, 8 lạng sườn. Cùng 3 trái ớt chuông, 1/4 thơm, hành ngò, ớt, tỏi, củ hành tím, cùng 2 cái trứng gà, cùng me nha các con. À. Rồi tương ớt, tương cà, bột bắp ha các con ha. Bây giờ cô tiến hành cô làm đây. Bây giờ cô đi rửa sườn. Cô đi chợ sớm lắm. Giờ cô nấu ăn hết rồi con ơi. Này bỏ tủ mát. Hấp cho sườn nó ráo nước nha các con. Bắt đầu mình hấp sườn nha các con nha. Đây là một muỗng nước tương nha con. Vơi một muỗng dầu hào nha con. Đây là nước mắm nha con. Một muỗng nước mắm luôn. Trước hết một miếng đường thôi nha con. Không được một muỗng cà phê. Ai đi ngon nha con. Một tí bột ngọt nha con. Một tí củ hành tím nha con. Tí tỏi. Mình sẽ cho vô một chút tiêu nha các con. Giờ mình sẽ đảo lên. Bây giờ các con trộn đều về để trong vòng 10 phút thôi nha các con nha. Vơi một muỗng bột bắp nha các con nha. Không hết một cái, nhà mình ăn không hết, để lại. Cắt nửa ra, còn nửa để dành mình xào thịt bò ăn. Bây giờ mình mở miếng nước nóng ra mình bóp nha các con. Một cục me dài giống viên dắt vậy, nhưng mà mình cứ lượn lại. Mình bỏ vô mình xào mình từ từ thôi. Mình đừng bỏ quá, nó chua quá ăn không ngọt, nó ăn không ngon. Rồi về chảo khơ rồi cho cô cho vô đây miếng hột dầu màu nha con nha. Hột dầu màu. Giờ mình bỏ vô đây tí tỏi nha các con nha. Mình bỏ vô đây tí củ hành. Hai cái hòa hợp lại để cho nó thơm. Rồi mình cho thơm vô trước nha con. Rồi mình cho tí đường nha các con nha. Còn miếng lại cái nước sốt nữa nha các con. Rồi tí bột ngọt nữa, tất cả mọi cái. Rồi mình đảo cho cơm này nó thấm đi nha con nha. Mình
phải cho mấy cái kia vô để nó ra cái ngọt của thơm á, tiết ra. Rồi giờ thơm nó trắng nè, bây giờ mình bỏ ớt chuông củ hành vô nha các con. Mình hơi to lửa một chút để cho nó đựng rỉ nước ra ha các con ha. Bây giờ mình đổ dầu vô để mình chiên sườn nha con. Sườn non của mình bây giờ nó săn thịt rồi đó ha các con ha. Như vậy là mình đem ra được rồi, mình không có để mà nó cứng quá. Các con, cô phải cho một miếng dầu mình chiên thịt vô hết rồi để cô phi. Rồi cô bỏ vô mấy hộp đường màu nha con. Thời điểm này mình bỏ tỏi vô nha các con. Tỏi và củ hành vô. Bỏ ớt vô nha các con nha. Giờ mình xào cho thơm nha. Hành nó đã thơm rồi nha các con. Giờ mình bỏ nước sốt me vô. Mình bỏ chừng 3 muỗng thôi. Nếu còn chưa được chua thanh thì mình bỏ thêm ha các con ha. Còn nó vừa ớt nó hơi sạch. Rồi bây giờ mình cho tiên ớt vô nha con nha. Này tiên cà. Mình cho chừng 2 muỗng tiên cà và 2 muỗng tương ớt ha con. Rồi. Nó có chất ớt nồng lắm. Đập vô nha con. Rồi. 1 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê đường, 3 muỗng rưỡi cà phê đường nha con. 1 muỗng vơi arigon, 1 muỗng vơi bột ngọt. Đó là vừa rồi, không thể đổ ẩu nha con. Đổ ẩu là nó sẽ dở và tính nước mắm thôi nha con nha. Đầm đổ sườn vô nha. Bây giờ mình đổ cái này vô nha các con nha. Rất là ngon. Rồi các con nhìn thấy cái chảo sốt chua ngọt rất là hấp dẫn nha. Mình cho ra dĩa. Cô ba chào các con cùng đại gia đình nha. Buổi trưa hôm nay là cô ba xào sườn non chua ngọt. Đây là dĩa sườn non chua ngọt. Và cá chiên, canh bầu, rau luộc, chấm thịt kho tiêu nha các con. Tự vì cô ba phải làm trước cho gia đình ăn xong rồi cô ba mới quay, cô ba mới ăn. Thôi bây giờ cô ba mời đại gia đình với lại cùng các con các cháu cùng cô ba nha. Có mình cô ba là ăn trễ nhất. Tự lo làm mà các con. Kho tiêu mà ngon lắm con, kho tiêu chấm rau lăn luộc. Mình có sắp chiên sả ớt. Cô ba xin mời con thưởng để cùng ăn với cô ba để cho cô ba thưởng thức miếng sườn non chưa ngọt nha con nha. Ngon lắm các con à, mà nó hơi cay, cho ớt miệng cay dữ vậy ta.
mềm lắm, nhưng mà này gặp cái sụn. Cái sụn này có răng nhai ngon lắm các con. Cái chua ngọt này chắc con ăn nó không mới, vì nó có thơm, có đồ, nó thanh, nó ngon. Chua ngọt này là cũng như là mình muốn ăn thêm cái rau quả, chẳng hạn là ớt, chuông đồ này khác cho nó ngon. Còn cái chua ngọt mà hồi nãy thì mình bỏ cái phần ớt này ra, mình để cho nó thấm me, thấm đờn, sống lại thì cũng rất là ngon. Cái nào nó cũng ngon hết, nhưng mà cái này ăn đỡ ớn hơn. Các con biết không, phải thường ngon mà nó cay, mà cái kho tiêu này nó cay, là quá cay luôn kho tiêu. Đây là các con đi làm hết rồi phải không các con? Cô ba thấy cũng mừng. Mình được thoải mái khi bước ra khỏi nhà để đến cơ quan, rồi gặp bạn bè rồi nó vui. Hôm nay là cô ba làm cái món sườn non chua ngọt này. Ngày mai cô ba làm gì ta? À, ngày mai cô ba chỉ xào mắm ruốc, xào thịt ba rọi nha các con nha. Không biết là món gì đến ngày mai mình định hướng. Các con nhìn thấy cô ba làm mà các con thích, các con mến, các con ủng hộ cho cô ba, nhắn về cho cô ba tiếp để cô ba cái làm tiếp tục theo những cái sự nhu cầu của các con ha. Ăn miếng thịt ngon lắm các con, chua me rồi chua thơm nữa, cùng với ớt chuông nữa là nó thơm lắm, ngon lắm các con ơi. Các con, các cháu nào có nhắn gửi với cô ba cái gì đó thì cầu mên về cái kênh của cô ba nha. Rồi nhớ ủng hộ cho cô ba, nhắn subscribe cho cô ba ha. Và cô ba sẽ làm những cái mà các cháu mà nhu cầu. Rồi đến đây là cái video của cô ba cũng xin tạm ngừng. Tự vì cô ba làm sáng giờ cơm nước rồi tới này nữa cũng hai bệt, cô ba cũng không biết gì hơn. Trước khi ngừng cũng chúc cho đại gia đình của mình trong và ngoài nước được cái sự ổn định, thoát qua những cái bệnh tật lây lan của các cái nước ngoài. Còn cô cháu của mình thì Việt Nam mình là lành mạnh rồi, thì các con đi mừng rồi thì cô cũng mừng lắm. Cô xin kính chúc cho các con được đi làm lại vui tươi như những ngày qua ha. Tới đây cô ba xin chào các con nha. Cô ba vlog của các con cùng đại gia đình xin chào.